Em chào tất cả các anh chị nhé. Hôm nay thì em Mập tiếp tục lên giới thiệu đến các anh chị mình một cái video về các cái dòng hoa lan cho mọi người. Số điện thoại liên hệ của nhà Mập là 0813 328 111. Nhà Mập Lai Châu nhé, ship hàng mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Toàn bộ tất cả các đơn hàng của anh chị mình thì em Mập sẽ bao ship cho mọi người, nên các anh chị mình cứ yên tâm mua hàng nha mọi người nhé. Mời mọi người ngắm mặt bông một xíu, sau đấy thì em đi vào em bán hàng nha các bác nhé. Kim Việt Xuân rất đẹp luôn. Nói chung là mặt hàng nào cũng đẹp, mặt hàng nào cũng xinh. Hoa lan thì mỗi một dòng hoa lan thì nó có một cái vẻ khác nhau các bác ạ. Không có bông nào nó giống bông nào. Đây các bác này, đùi gà rất xinh luôn. Đó. Đây là đen rô xuân. Đen rô xuân này là dạng cây cao, còn có đen rô xuân dạng cây lùn nữa. Em nhắc lại số điện thoại là 0813 328 111 nha các bác nhé. Nhà Mập ở Lai Châu ship hàng mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đây là hoàng thảo u lồi, các anh chị mình này, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, hay còn gọi là tứ bảo sắc nha các bác nhé. Nó có ba cái tên gọi. Nói chung là cũng hiếm có cái dòng hoa lan nào mà nó có bốn màu trên một bông này lắm các anh chị mình ơi. Thực sự các anh chị mình chia sẻ rất là chân thành, rất là hiếm có một cái dòng hoa lan mà có bốn màu trên một bông. Và riêng cái anh hoàng thảo u lồi này thì là anh ấy nở phải 2 tháng hoa nó mới tàn nhé các bác nhé. Đó. Khi tưới thì mình lưu ý là mình không tưới vào gốc, mình chỉ tưới vào mình không tưới vào hoa, mình chỉ tưới vào gốc thôi. Đây chia sẻ các anh chị mình những chậu hoàng thảo u lồi như thế này các anh chị mình này. Đó. Hoàng thảo u lồi đây. Một chậu như thế này các bác nhé. Nó vừa mầm này, nó vừa nụ này các anh chị mình này. Đó, vừa mầm vừa nụ rất là đẹp. Cái nào mà chậu nào mà cái nụ nó hơi bé nhá các bác nhá. Chậu nào nụ hơi bé thì các bác nhìn nó không được hoành tráng mọi người. Đấy. Chậu nào mà nó giống nhau thôi, mỗi tội là có chậu nụ bé, có chậu nụ to. Đấy, u lồi. Đấy, chia sẻ các anh chị mình một chậu u lồi này 220.000 bao ship nha các bác nhá. Đây các bác. Đấy. Chia sẻ các bác một chậu này, chậu này gọi là chậu lỗi nhá các bác nhá. Lỗi một xíu. Rất đẹp luôn các anh chị mình ơi. Mầm cũng rất đẹp này. Và nụ này, quá đẹp luôn. Tuy nhiên là cái chậu này cái thân nó bị lỗi một xíu, không phải là tất cả nhưng mà bị mất mấy thân. Nó bị gập nhưng mà không ảnh hưởng gì đến quá trình ra hoa, hoa vẫn rất là bình thường này. Và mầm cũng lên rất là đẹp nha các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đó, chậu này chia sẻ các anh chị mình 350.000 bao ship nha các bác nhé. Đó, chậu này cũng thế này, các anh chị mình 350.000 nhé. Chậu này hàng tác phẩm rất là đẹp. Chậu này là cái nụ nó chưa to thôi, chứ nụ nó to hết thì cái chậu này cực kỳ đẹp nha các anh chị mình nhé. Nụ nó to hết xong nó phân ra ấy, một chùm nụ rất là đẹp luôn. Cũng 350.000 nha các bác nhé. Đây là hoàng thảo u lồi. Đó. Em mau qua bên này, em chia sẻ với các anh chị mình là Ý Ngọc nha các anh chị mình nhé. Đấy, công chúa Ý Ngọc. Rất đẹp như thế này các anh chị mình này. Một chậu Ý Ngọc như thế này các bác nhé. Nó phải rơi vào tầm khoảng ít nhất là 20 cái thân hoa như thế này. Cái thân nhú như cái gai này các bác này. Ít nhất là nó phải 20. Còn có chậu hơn 20 thân luôn nha các bác nhé. Các bác về các bác cứ để ý cho em. Cái chậu này Ý Ngọc cái này thì nó rơi vào tầm khoảng tháng 4 thôi là nụ nó có thôi rồi nha các bác nhé. Nào cái nụ nó to một tí thì nhìn nó rất là đẹp luôn nha các bác. Và đây nó cũng đang lên mầm rất là đẹp nhé. Vừa nụ và vừa mầm. Đây nụ như thế này. Đó. Và một cái mắt nụ nha các bác nhé. Một cái mắt nụ này nó cũng sẽ phân cho các anh chị mình. Nó rơi vào tầm khoảng 3 đến 5 bông hoa. Thường thường là 3-4 bông là nhiều nha các bác nhé. Đấy. Nụ. Nhìn đâu thấy nụ nha các anh chị mình. Và cái này thì hàng này các anh chị mình, cái công chúa Ý Ngọc này thì là mặt bông nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là xinh. Đấy, nói chung là muốn mua mãi à, quên muốn chơi mãi đấy các anh chị mình. Ôi dồi ôi, chói lóa cuộc đời quá các bác ơi. Đây em quay cho mọi người xem cái màu bông này, Ý Ngọc này. Đây, màu bông rất đẹp luôn nha các bác. Đây này, các bác nhìn này. Đây nha mọi người. Đó. Đó. Bông đẹp xinh lắm các bác ạ. Đây. Đây các bác nhìn này. Ý Ngọc này thì báo cáo các anh chị mình là nó thuộc vào cái dòng hoa sai nhất trong các cái dòng hoa lan nha các bác nhé. Thực sự với mọi người, kiểu như là hoa có bao nhiêu rồi nó ra phải một lúc nó ra sạch cánh xanh, nghĩa là một năm nay ấy. Đấy, chứ nó không để dành sang năm. Đấy, 20 cần hoa thì các bác biết rồi đấy. Và mầm đang lên rất là đẹp này. Một chậu em Hợp chia sẻ các anh chị mình là 230.000. Em Hợp bao ship nha các bác nhé. Đó. Em qua bên này em chia sẻ cho các anh chị mình. Đây là cái dòng đùi gà trước đi các bác. Đùi gà mặt bông nha mọi người. Mặt bông đẹp xinh.
Đây các bác nhìn này, đùi gà thì nó cũng tương tự anh u lồi, là hoa nó rất là bền và hoa to, nó có nhiều mặt bông cho các bác nhé. Đó, vừa này, bác nào mà thích lấy cái chậu là vừa nụ vừa hoa như này, các bác báo em nha các bác nhé. Đấy, ở đây thì còn rất là nhiều thân hoa đây, nó chưa ra nha các bác nhé. Đó, chứ không phải là ra từng này là bác chơi từng này đâu. Đó, hoặc là các bác có thể lấy cho em những cái chậu như thế này các bác, những cái chậu đùi gà như thế này, là chậu nó chưa có hoa, nó chỉ có nụ và chưa nụ nha các bác nhé. Đó, đấy, những cái chậu này thì nụ nó cũng chưa ra được nhiều, nó vừa vừa như thế này. Đấy, xong rồi về các bác chờ nó ra hoa các bác chơi. Nói chung là chơi từ từ, hoa nó rất là to, cái hoa của nó rất là to, thế nên là cũng không cần thiết là nó nở một lúc là cả một ấy đâu. Mình chơi từ từ là vẫn rất là ok rồi các bác nhé. Nói chung là chậu nào cũng có nụ rồi nha mọi người nhé. Một chậu đùi gà như thế này em vừa chia sẻ các anh chị mình là 230.000 một chậu đùi gà nha các bác nhé. 230.000 một chậu đùi gà. Đây là kim điệp xuân này các anh chị mình này. Kim điệp xuân này thì mọt bông nó như thế này. Kim điệp xuân này thì đến cái thời điểm hiện tại là những cái chậu mà nó, cái này em mới tưới nước này vẫn rất là đẹp. Chơi hoa lan nhé các anh chị mình nhé, thì mình không nên tưới vào hoa này đâu. Chẳng qua nhà em là cái vườn em rất là rộng đấy, và nhiều khi em thì vừa chủ yếu em bán hoa thì nó rất là nhiều, nên là em không tránh được là em cứ tưới vào hoa này. Đấy, tưới vào hoa, và các bác thấy là cái chậu mẫu này của nhà em quay rất là lâu rồi đấy. Đấy, còn các bác tưới vào gốc thôi thì các bác sẽ được chơi rất là lâu. Kim điệp xuân thì hôm nay em hợp chia sẻ cho các bác những cái chậu này là vừa về làm giống nhá. Đây, nói chung là các bác nhìn cho em cái số lượng em trồng cho các bác từng này này, là các bác biết là sang năm các bác được một cái chậu nó hoành tráng nào đấy, trồng đều xung quanh nhá. Đấy, là các bác mua về các bác làm giống mầm này. Một cái thân như thế này, ở đây là 100% thân hoa nhá. Thế nên là cái thân này ít nhất là nó ra cho các bác được một cái mầm. Đấy là ít nhất, còn không nó ra vài ba cái mầm. Kim điệp xuân là cái dòng, nói xét về hoa mình không nói, nhưng mà xét về mầm thì nó phải xếp thứ nhất về cái độ gọi là mầm hoành tráng nhá mọi người. Cái này thì các bác mua về các bác làm giống, tuy nhiên là cái hoa này các bác ở gần các bác vẫn được chơi, và nó vẫn còn rất là nhiều nụ như thế này các anh chị mình nhá. Đấy, hoa đẹp này mà mua chứ các bác, và giá thành cũng đang rất là rẻ nữa. Đây các bác, vẫn còn rất là nhiều nụ này, và còn rất là nhiều thân nó chưa ra hoa nhá, thì về các bác sẽ chờ nó ra hoa. Đây còn đầy thân đây này, hoặc là có những cái thân nó mới ra được một cái mắt nụ này, còn bao nhiêu cái mắt nụ bên này nó chưa ra, nó lại ra nha mọi người. Đấy nha mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm mua về vẫn được chơi hoa bình thường. Ở đây thì bán giá giống cho mọi người. Mọi người biết là bình thường những cái chậu như thế này, những cái chậu hàng tác phẩm như thế này là làm gì có giá 150.000 mà là còn bao ship các bác. Đấy, bình thường em bán cho mọi người cái chậu kiểu khác nha mọi người. Không được những cái thân nó to hoành tráng như thế này đâu nha mọi người nhá. Ví dụ như là đây, ví dụ thân này nó chưa ra về, nó chưa ra này, sẽ ra này, thân này này. Đấy, hoặc là những cái thân này nó mới ra được một cái mắt hoa, còn những mắt còn lại nó chưa ra, nó lại ra nha các bác nhá. Cái kim điệp xuân này nó sai hoa lắm. 150.000 một chậu, em ở bao ship nha các bác nha. Em mau qua bên này, em giới thiệu cho mọi người. Đây là cái mặt bông của kẹt. Ôi dồi các bác ơi, thích nhở. Em ngắt cái bông này đi, bông này héo rồi. Đó, héo rồi mà vẫn tím ngắt, tím ngẩn ngơ luôn. Đây các bác này, có bông trong này em thấy này. Đây này, héo rồi mà vẫn tím này, đẹp này. Đó, mặt bông của kèn nha các bác nhá. Mặt bông nó như thế này. Đấy, anh chị nào mà thích kèn này, em chia sẻ cho các bác những cái chậu kèn như thế này các anh chị mình không. Đấy, những cái chậu kèn này là vẫn có bông chơi nhá. Đấy, cái này mình vẫn có bông chơi này. Đoạn dưới này vẫn ra bình thường, thậm chí cái thân bé bé này vẫn ra nhá các bác nhá. Bên này cũng thế nha mọi người. Đấy, hoặc là cái chậu này, cái thân này nó chưa ra thì về nó sẽ ra này. Ở đây em bán giống cho mọi người. Một chậu là gồm có hai mầm như thế này. Đấy, về bán giống nha mọi người nhá. Chia sẻ các anh chị mình 80.000 một chậu. 80.000 một chậu. Gộp đơn giúp em hợp nhá. Đấy, bên này cũng thế, nói chung là hôm nay là chia sẻ cái hàng giống cho mọi người. Đấy, cái này là 3 mầm, chia sẻ các bác là 100.000. Đấy, em chia sẻ cho mọi người hàng giống thì nó mới có cái giá này, đúng không các bác? Đấy, 100.000, 3 mầm hoa nha các bác nha. 100.000, 3 mầm hoa. Em mở vào qua bên này, em hợp chia sẻ cho mọi người những cái chậu trầm nha các anh chị mình nhá. Trầm, đây các bác. Trầm thì báo cáo các anh chị mình, đây là trầm rừng nhá. Các bác lưu ý cho em hợp, nó là cái trầm rừng, không phải là trầm công nghiệp nhan nhản nha mọi người nhé. Trầm rừng này thì thực sự với các bác là gọi là nó siêu siêu hiếm, chứ không phải là hiếm nữa rồi nha các bác nhé. Siêu hiếm luôn. Ở đây thì hàng có nhú nụ như thế này các bác này. Đấy, có chậu nhú nụ rồi, có chậu chưa, có thân cũng nhú rồi, có thân chưa, nhưng mà đa số này. Đấy, hàng này thì trầm công nghiệp, ví dụ đây trầm công nghiệp này sắp tàn rồi đây các bác này, màu vẫn đẹp này. Đấy, đây là trầm công nghiệp nhé. Đấy, trầm công nghiệp thì được tạo ra từ cái trầm rừng này. Đấy, trầm công nghiệp hay là trầm rừng thì nó đều thơm. Tuy nhiên là cái mặt bông của cái trầm rừng ấy mọi người, thì là mặt bông nó sẽ sắc sảo, mình nhìn nó sẽ khôn hơn, màu nó sẽ đậm hơn, và mùi hương và nó cũng rất là thơm nha mọi người nhé. Thơm, nói chung là thơm thứ nhất về cái độ đây các bác này, đây nó như thế này các anh chị mình, trời ơi. Đấy,
thơm mà em đứng nó hơi chói, màu tím rất là đẹp nha các bác nhé. Đây các bác, đấy, màu bông rất là đẹp. Đây nha mọi người, cái này thì ví dụ như các bác nào mà thiên về gọi là làm giống nhiều nha các bác, thì các bác nói cho em cái này, thân hoa nó rất là nhiều thì đồng nghĩa thân hoa nhiều, thì nó đi đồng nghĩa với việc là sau này mầm nó sẽ lên nhiều mầm. Dĩ nhiên là bây giờ nó chưa lên, bây giờ nó mới như một xíu thế này đấy, thế nhưng mà sau này nó sẽ rất là nhiều mầm. Tuy nhiên là cái thân của nó là hơi ngắn nha mọi người, thân hoa của nó hơi ngắn, thì mình về mình chăm nha mọi người nhé. Đấy, cái này thì chia sẻ cho các anh chị mình, một chậu này là 220.000 một chậu nha mọi người nhé. À 230.000, 230.000 một chậu bao ship nha các bác nhé. Qua bên này chia sẻ các anh chị mình này. Đây, những cái chậu như thế này. Chậu này hôm qua có một anh ấy chốt, mà hôm qua nhà có đứa cháu của nó có tí việc, thế là thành ra cái chạy đi chạy lại em ghi mỗi địa chỉ, em không ghi số điện thoại. Đây, hôm nay bác nào bác ấy mà xem lại thì chốt lại hộ em này, còn không thì bác nào lấy thì các bác lấy nhé, cũng hết sức thông cảm các bác ơi, có việc gia đình một tí ạ. Ở đây chia sẻ các bác chậu này. Đấy, rồi đây nữa nha các anh chị mình nhá. Đây chậu này, ôi dồi ôi. Đây này, không thôi xin lỗi các bác, chia sẻ mấy chậu này đi, mấy chậu này quên mất rồi nhỉ. Chậu này đúng rồi, thôi em cứ chia sẻ nhé, nếu mà bác ấy xem lại thì bác lấy lại thì bác lấy, còn không thì thông cảm hộ em chốt chậu khác giúp em được. Đấy, bác nào lấy thì các bác lấy này. Đây rất là đẹp như thế này nha mọi người, thân to này đó. Chia sẻ cho các anh chị mình cái chậu này, chia sẻ cho các bác là 230.000 nha mọi người nhé. Đấy, 230 đi. Đấy, lên bên này nữa, bên này mầm đang lên rất là nhiều, những cái chậu này thì mầm lên nhiều lắm rồi, cũng rất là nhiều thân hoa nha các bác nhé. Chậu này chia sẻ cho các anh chị mình 250.000 nha các bác nhé. 250. Đó, đây là tầm rừng. Tầm rừng thì nó gọi là siêu siêu hiếm nha mọi người, không phải là hiếm nữa nha mọi người nhé. Đó, qua bên này chia sẻ các anh chị mình làm cái gì đây nhỉ? Đây, hàng này hàng các bác mua về làm giống nhá. Đây. Màu bông rất là đẹp, chuẩn màu bông như thế này cho các anh chị mình. Em bán ở đây là về mua về các bác làm giống, nhưng mà hoa này về các bác vẫn được chơi nha mọi người nhá. Về các bác chờ nó lên mầm các bác chơi. Cái này là đen rô xuân. Đen rô xuân thì có từng này thôi các bác. Đen rô xuân này là hàng giống lùn mà. Nó có ngắn như thế này thôi, nhưng mà hoa có kém gì đâu. Rất là nhiều hoa mà. Cái này các bác mua về làm giống nhưng các bác vẫn được chơi hoa. Chia sẻ các anh chị mình 140.000 một chậu. Cái này thì không có nhiều nữa đâu ạ. 140.000 một chậu nha các bác nha. Các bác nhanh tay nha. Đó. Rồi hôm nay thì em hợp có những cái mặt hàng như thế này nhá. Anh chị nào mình có nhu cầu loại nào, vui lòng alo em hợp nhé. Theo số điện thoại là 0813 328 111. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video nhé. Em chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các anh chị mình trong video của ngày mai ạ.